Xin chào quý vị các bạn, mình là Bùi Hiếu, chuyên sửa chữa đầu đi ô tô. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo cái con xe Acura và nhận biết các cái lỗi của con này. Lỗi của con này là đầu tiên là cái tiếng loa của nó kêu sẹt sẹt này. Bạn nghe này. Đó, nghe nó không rõ. Và cái thứ hai nữa là con này rất hay bị không đọc đĩa ở đây. Không đĩa ở đây và lỗi ở cơ 6 đĩa trên này. Như con này đang bị hai bệnh, vừa bị mất tiếng sẹt sẹt này, vừa bị ấn vừa lỗi ổ đĩa, lỗi ổ CD. Đấy, ổ CD kêu cạch 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 cạch. Con này rất hay lỗi ổ CD nhé, còn ổ DVD thì không đọc đĩa. Nhưng mà cái tiếng của nó kêu cạch cạch ấy, các bạn tắt đi bật lại thì nó lại khỏi, nó lại chạy chạp chạp trơn. Không khỏi, tắt đi bật lại phát nữa. Vẫn chưa khỏi, nhưng mà thỉnh thoảng có phát lại khỏi. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn các bạn cách tháo con đầu này. Nếu mà các bạn không may bị hỏng thì thì hãy tháo giống mình gửi đến cho mình để mình sửa cho các bạn nhé. Đầu tiên để tháo được con này các bạn phải tháo từ bên này này. Đó, các bạn gỡ cái này ra. Dùng tay cũng gỡ được nhé, không cần phải nặng gì cả. Các bạn tháo một con ốc ở đây ra. Đó, tháo con ốc chỗ này ra. Ok, sau khi tháo con ốc này là các bạn cầm kéo. Bạn cầm kéo cả cái này. Rất đơn giản, các bạn kéo cẩn thận chỗ này nó gãy nhé. Chỗ này nó rất là yếu, nó sẽ bị dễ gãy đấy. Cái ổ đĩa sau đĩa này muốn sửa được thì các bạn phải tháo được cái ổ này ra. Còn cái tiếng nhẹ sẹt thì cái âm ly của nó nằm ở dưới bên này. Cái âm ly nó nằm dưới bên này, các bạn phải tháo cái âm ly bên này mà. Các bạn quen rồi có thể dùng tay tháo được. Không quen thì các bạn dùng cái cậy nở. Có thể tháo nó sẽ hơi khó nếu không dùng cậy nở. Không cần ạ. Vâng. Con tiếng kêu sẹt sẹt này nó bị lâu rồi chú? Hả? Cái tiếng kêu sẹt sẹt này bị lâu lắm rồi. Trước kia nó sẹt sẹt ít. Thì chỉ tí thôi, thế là chạy là nó hết. Vâng. Thế là bây giờ là nó đã sẹt sẹt, nó sẹt sẹt luôn. Ok các bạn, tháo cho mình. Lần trước là nó tháo cái này của chú ra, nó rơi mẹ một con ốc. Còn bên trong nó đéo tìm thấy con ốc. Ô, dùng thư của bạn Hải Phòng ấy. Vâng. Tìm, rơi con ốc này là tìm được nó toát mồ hôi. Không tìm thấy luôn, mẹ bố nhỉ nó. Thay con ốc này vào nó không đúng chủng loại. Đóng một cái cánh ấy vào. Được rồi. Mở ra nó sáng. Đóng vào chết lắm rồi. Tháo được cái này rồi. Còn thế là các bạn có thể tháo được chiếc đầu ra. Chú ý chiếc đầu này có cốt nhá. Các bạn thật chú ý cho mình, chiếc đầu Acura nào cũng có cốt. Có cốt. Vâng. Khi tháo ra cắm vào bắt buộc phải có cốt, và không có cốt nào. Chú có cốt. Không có cốt nào vứt đầu đi. Đúng rồi. Vào trong hãng tìm sẽ mất chi phí và rất là lâu. Nếu mà cốt là cái cốt quan trọng nhất. Hơi nhiều rắc. Ok, mình đã tháo được chiếc đầu rồi. Cảm ơn các bạn đã xem video. Có bất kỳ vấn đề gì liên quan đến sửa chữa đầu đi ô tô thì hãy liên hệ với Bùi Hiếu. Cảm ơn các bạn.